thực sự đã học phật chúng sanh bất luận chúng sanh làm điều gì sai thậm chí là tổn thương chính mình chẳng hạn như hủy bán, sỉ nhục hãm hại tất cả đều nhẫn chịu vì sao phải nhẫn chịu tôi muốn tiêu nghiệp chương nghiệp chương chướng ngại tự tánh của tôi Tôi không thể minh tâm kiên tánh chính vì là có nghiệp chướng. Cảnh giới hiện tiền tức là nghiệp chướng hiện tiền. Hiện duyên người tốt. Thuận cảnh cảnh giới tốt. Xứng tâm như ý. Cảnh giới này hiện tiền. Phải chăng là nghiệp chướng? Là nghiệp chướng. Cảnh giới này hiện tiền Quý vị quan hỷ Quan hỷ liền muốn không chị Liền muốn chiếm hữu Đây không phải là nghiệp chướng hiện tiền ư ừ. Thanh tịnh bình đẳng giá không còn nữa Trong thuận cảnh Phải đối đãi bằng tâm bình đẳng Đừng để trong lòng Trong tâm chỉ có kinh giáo Của Như Lai Chỉ có Phật A-di-đà Vậy là đúng Nghiệp chướng tiêu trừ Nghiệp cảnh Ác duyên Hoàn cảnh không tụ Ta ở trong này chịu khổ chịu nạn Ác duyên gặp toàn người ác Đều oán hận, ghét sĩ nhục, hãm hại quý vị Đây là ác duyên Trong quan cảnh này Rất dễ sanh tâm sân nguy Sanh tâm oán hận Nghiệp chướng khởi hiện hành Làm sao có thể ở trong cảnh giới này Vẫn dùng thanh tịnh bình đẳng giác Không bị hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiều Đây gọi là Tu hành chân chánh Nghiệp dưỡng tiêu trừ cho nên phải hiểu Bất luận hoàn cảnh nào Hoàn cảnh nhân sự Hoàn cảnh vật chất Người biết tu là ngày ngày đang tiêu nghiệp chướng Khắp nơi đang tiêu nghiệp chướng Mọi lúc đang tiêu nghiệp chướng Nghiệp chướng tiêu hết Trí tuệ liên hiến tiên Là việc tốt không phải việc xấu không biết tu trong hoàn cảnh này nghiệp chướng tăng trưởng tánh đức hoàn toàn bị che đậy không hiển lộ được hiển lộ ra toàn là tập khí phiền não như vậy Quả báo đời sau trong ba đường ác. Người biết tu Bất luận thuận cảnh hay nghịch cảnh Thiện duyên hay ác duyên Đều không để trong lòng Đều đối đãi bằng tâm thanh tịnh Đều đối đãi bằng tâm bình đẳng Đối đãi bằng tâm biết ơn những gì học tập được trong kinh giáo phải thực hành trong cuộc sống nếu kinh giáo thoát ly khỏi cuộc sống tập khí phiền não không hề giảm nhẹ kinh điển chỉ là một chút tri kiến đầu lưỡi không khởi tác dụng đáng sanh tử như thế nào vẫn là sanh tử như thế đó không hề liên quan đến liễu sanh tử xuất tam giới đoạn phiền não sanh bồ đề đây là không biết học trong đời này tôi từng nhìn thấy rất nhiều rất nhiều người biết học quả thật không nhiều vô cùng hy hữu người không biết học gọi là tu luyện một cách mù quáng quả thật rất nhiều không phải phật pháp không linh mà ta học sai ta không biết học